Rồi hello anh em và bà con đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Đó, anh em lên anh em thấy cái cảnh view đẹp không? Đó, dưới sông nha anh em. Đó, nay lên review con này gắn cái bơm chạy thử cho anh em xa xem nó bắn xa cái độ nào ha. Đó, con này là con Mitsubishi nha anh em. Đó, Mitsubishi T170 ha. Đó, chữ nhật nè. Đó, cái con này là xài bình xăng trên, xả xăng xuống nha anh em. Đó, bởi vì nó rất là nhạy nổ. Rồi anh em xem thì nhớ cho em một lượt đăng ký ha. Một lượt đăng ký, bấm vô cái chuông thông báo đó, bấm chữ tất cả cho mỗi khi em lên video nó sẽ hiện về cho anh em ha. Đó, cho anh em xem và lựa chọn những con máy mình đăng ký anh em. Đó, con này là anh em vừa cắt là nhạy nổ, tại vì xăng nó có trực tiếp ở trong đây rồi. Nó trên nó xả xăng xuống, nó trực tiếp dưới này ha anh em. Đó, bởi vì mình giật là có xăng, còn mình xăng dưới thì mình phải bơm lên và mình đóng e đồ lại. Còn con này thì khỏi ha, khỏi, mình chỉ là đè đấm cắm đầu và giật thôi, không có gì nữa hết. Đó, con này xài cần xay nha anh em, thấy không, càng nó xay tới xay lui được nha. Đó, con này thì tum nhôm, tum gầy, tum to luôn ha. Tum này là bố con, trong đây là sau này hư anh em mua 330, 430 đó, hay là GX35 gì đó để vô vừa nha anh em. Con này đồng 36 ly 33cc nha. Đó, con này bịch xăng zin luôn nha anh em, xăng một đống luôn nè. Ở này đi về nhà anh em về ha, chạy cho anh em xem thử. Đó, đây và nhiều anh em không biết được gắn con đuôi á, thì cái cách gắn nó là gì nè anh em. Đó, cách gắn nó là gì đây ha. Quá trời ghe đồ nó tàu nó chạy vậy. Đó, nó chạy. Đó, này gắn gì nha anh em. Đó, thấy không, thường á là em gắn với này nè. Ghe gì đâu mà nó chở cũng chìm luôn ghe nha. Đó, gắn gì ha, là cái bát này mình anh em nào nếu như gắn được gì thì đi trực tiếp đi luôn, còn thôi thì mình gắn hai lỗ ngoài này là cái cây này nè. Đó, gắn như vậy thì nó sẽ đỡ hao ốc nè. Đó, với lại là nó sẽ không có bị cái đuôi gãy cái đuôi này ha, thường là chạy thời gian lâu nó sẽ ưa bị gãy cái đuôi này. Đó, anh em gắn được gì thì gắn luôn. Đó, đây mãi đây ha. Đó, quên đó, anh em gắn thì cái bát này nè thì anh em nhớ là để cho nó song song nhau nha, nó để xéo nó giặt đó, giả tỷ như cái mà cái này mà anh em úp cái này qua bên đây thì nó xéo thì nó sẽ bị giặt ha. Đó, nó cách lắp bơm đơn giản như thế. Còn anh em nào mà cái họng này nè anh em muốn xe tới xe lui thì nhá con này ra giùm em, nhóm ốp này ra đó rồi xe tới xe lui rồi chỉnh lại ha. Ở nay em bán con này là 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu ha. Đó là bao ship là luôn cái bơm này đấy nha. Còn anh em nào không lấy bơm thì trừ lại 100.000. Còn 2,1 triệu. Con này hình thức còn đẹp lắm nha anh em, còn rất là đẹp ha. Bình xăng này còn trắng sáng luôn mà do em xăng pha nhớt màu đỏ nè, thấy không, nó xăng pha nhớt màu đỏ với nhìn nó đỏ quét ha. Đó, máy móc cực kỳ đẹp. Đây, dây đeo zin theo máy luôn nha, dây đeo zin và cái móc nó cũng còn đẹp nè anh em. Đó, dây đeo zin còn cực kỳ đẹp luôn, còn gắn đây luôn ha. Đó, con này cản cỏ thì chưa có nữa em gáp chứ ha. Đó là cũng là tặng đủ đồ cho anh em, 4 món và bao ship luôn nha anh em. Đó, tặng 4 món và bao ship luôn ha. Đó, đây. Đó, anh em nào mà thích thì chốt thì gọi ngay số điện thoại 0972 949 527 ha. Đó, tại này có con duy nhất hả. Đó, hay là kết bạn Zalo với em. Đó, hay là anh em xem những cái clip trước con máy nào còn thì anh em để lại số điện thoại với phần bình luận, em sẽ gọi rồi sẽ lên đơn chốt hàng cho anh em ha. Đó, hàng về anh em chỉ việc châm xăng pha nhớt vô là chạy hả, chứ không có thêm bất cứ món gì nữa hết. Đó, bây giờ đó như hàng đi là em sẽ gáp đầy đủ cái gì hết cho anh em rồi. Đó, cái tặng thêm là cái tiếp mở UGI công dụng là một đầu mở UGI nè, còn đầu thứ hai là đầu 13 đang cho mình dặn ốc với đầu dao đó đó ha. Đó, còn anh em nào mà mua thêm bơm mà không biết đường lắp thì kiếm lắp thì em lắp sẵn luôn nha anh em. Đó, hay là qua Zalo rồi em gửi clip hướng dẫn riêng cho anh em lắp. Đó, rồi test nổ đi em, rồi xong rồi mình dục xuống nước. Bắn xa lắm nha anh em, bắn là tầm là cỡ
mười mấy mét đó nha, đừng có cho cái bơm lúc quá, lúc quá nó bắn không xa đó. Để em lên ra lại cho anh em xem nè, đây nha. Miệng 27 lần nghe anh em. Đó, miệng đó 27 lần ha. Nó quay hồi dắt vô kìa, người ta chữ quá. Rồi lên dai cái nữa coi. Nước nó là giật lên máy rồi. Rồi lên đây. Rồi giật lại cái nữa coi. Rồi đó, con này là bao cho anh em là mình xài là chạy là từ 4-5 chục thước dây mét dây ống 27 là phải ghe nha anh em, 4-50 mét là phải ghe. Còn đối với con này nha đó, còn anh em mua máy nhỏ hơn thì là nó chạy yếu hơn ha. Đó, cái đó là hồi nãy là em bắn là theo như em cảm thấy là tầm 10 mét nha anh em, bắn xa tầm 10 mét. Nếu như mà mình đi mà mình xài ra cái ống dây ha, mà mình muốn bắn xa mà mình bóp cái ống lên nữa là nó còn đi xa hơn nữa nha anh em. Đó, ghe tàu quá trời chạy anh em ơi. Rồi anh em xem chốt thì gọi cho em ha. Đó, con này là 2,2 triệu nha anh em. Đó, 2,2 triệu ha, là đủ rồi luôn. Nên luôn cái bơm đuôi nha. Rồi, bye bye anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau.